Welcome back. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Chúng ta sẽ tiếp tục với những lời nguyện của các Đức Phật và Dược Sư ở đây. Khi mà các ngài phát ra Bồ Đề Tâm, trước khi mà các ngài đạt được giác ngộ hoàn toàn, thì tất cả những cái ước nguyện với tất cả những cái ước nguyện này để cho các ngài có thể chạm vào cái sự giác ngộ. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục với ngài Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. Chúng ta đang ngồi ở dưới các ngài ở dưới một cái cây rất là lớn, và chúng ta đang ngồi dưới một cái cây cùng với các ngài ở đây, và chúng ta cùng ngồi ở đây, và chúng ta có một cái bữa tiệc về pháp ở đây, và chúng ta sẽ nghe một cái câu chuyện rất là tuyệt vời ở đây. Nó làm cho tôi nghĩ về cái khoảng thời gian mà tôi đang ở một cái buổi cắm trại, và để lắng nghe cái câu chuyện này. Đó là cái người ông và người bà của tôi trong quá khứ. Thì những cái thứ mà chúng ta có thể học được từ họ. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục với ngài Kim ngài Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. Vậy thì cái lời nguyện thứ năm của ngài là để ngăn chặn tất cả những sự sợ hãi trong đêm. Vậy thì chúng ta biết rằng là vào những cái khoảng thời gian vào buổi đêm, đặc biệt là không có trăng á, thì nó rất là tối, và chúng ta không biết những cái góc nào của bất cứ nơi nào, chúng ta không biết điều gì ở bên ngoài kia. Và ngài đã làm nên lời nguyện này để có thể làm cho chúng ta an toàn trong những khoảng thời gian đó. Các bạn có thể đi ra bên ngoài, các bạn có thể đi đến bất cứ nơi đâu cho bất kỳ lý do gì, thì các bạn đang được bảo vệ và các bạn đang được an toàn. Và chúng ta có thể nghĩ về những cái điều đó, về những cái điều mà trong những cái nơi mà tối tăm, trong ngay cả trong tâm trí của chúng ta hay trong trái tim của chúng ta, đó là chúng ta cần phải đi sâu vào và nhìn vào trong đó, và có thể mang cái ánh sáng vào trong đó, và có thể chúng ta sẽ không có bất kỳ một nỗi sợ nào trong đó. Nguyện cho chúng ta có thể được bảo vệ khi mà chúng ta làm những điều đó, nguyện cho chúng ta được được sự sự an toàn. Và khi mà ngài đã hỏi rằng là không phải chỉ là việc là được an toàn, nhưng mà nguyện cho tất cả mọi thứ làm cho chúng ta sợ hãi, giống như là một tâm trí đen tối, trái tim hay là ngay cả cái sự vô minh của chúng ta, tất cả những thứ làm cho chúng ta sợ hãi từ bên ngoài, thì tất cả những thứ đó sẽ được chuyển hóa và trở thành những cái bạn của chúng ta, và cùng đi ra ngoài với chúng ta, và cùng chăm sóc chúng ta, và cùng vui vẻ với chúng ta, và nguyện cho họ cũng cảm nhận được tình yêu thương. Vậy thì các và họ trở thành những cái điều mà chúng ta thấy là cái sự đe dọa, những cái thứ mà sự đe dọa, để trở thành những thứ mà rất là đầy tình yêu thương và chăm sóc. Vậy thì đó là cái lời nguyện thứ năm dành cho của ngài dành cho chúng ta. Và cái lời nguyện thứ sáu của ngài đó là để ngăn chặn mọi thất bại tâm linh. Vậy thì ở đây nó có nghĩa là gì ạ? Ngài đang nói về những người mà được bị hấp dẫn bởi những cái điều thiện lành, tới những điều tử tế với được tử tế hay là với trí tuệ, và làm nên cái ước nguyện này. Và có thể thực tế là nó không được như vậy, nhưng mà ngài sẽ làm được điều đó khi mà ngài đạt được giác ngộ, để có thể giúp được những chúng sinh khác, những người mà không có được ở cái nơi mà có được sự hiểu về thế giới này đang đến từ đâu, không hiểu được về cái bút. Và ngài nói rằng bằng cái sức mạnh của ta, nếu như mà họ chỉ
điểm danh của ta, thì nguyện rằng nó sẽ thay đổi con đường trong cái cuộc sống của họ. Nguyện cho họ tìm thấy con đường mà có thể mang họ đến với sự giác ngộ hoàn toàn, chỉ bằng cách là trì niệm tên của ta thôi. Tôi muốn nghĩ về điều này khi mà tôi đang ở giữa cái sự phiền não về tinh thần, khi mà cái sự vô minh của tôi nó ở phía bên phải mặt của tôi á. Nếu như mà tôi có thể nhớ ra ngài, tên của ngài Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, và trì tụng tên của ngài, nó sẽ giúp cho tôi nhớ đến nơi mà cái phiền não tinh thần của tôi đến từ đâu. Vậy thì nó không phải chỉ việc là cái việc là đọc một cái bản kinh. Vậy thì những cái câu thần chú nó có ý nghĩa là gì? Có thể giúp cho chúng ta nhớ về tất cả những cái món quà của các ngài và mà ảnh hưởng tới cái cuộc sống của chúng ta, mang đến cho chúng ta, và mỗi một cái lời nguyện của các ngài, mỗi 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 trong 7 vị Phật dược sư mà khi mà luôn nói rằng là hãy gọi tên của ta và ta đang ở đây, ta có thể giúp cho con, hãy gọi tên của ta. Vậy thì cái lời nguyện thứ 7 của ngài Bảo Nguyện Trinh Nghiêm Quang Tự Tại Vương Như Lai đó là dừng lại cái việc đi chệch những con đường tâm linh thấp hơn. Vậy thì đừng tập đừng đừng thực hành những cái con đường tâm linh thấp hơn, bởi vì nó không đưa cho bạn những gì bạn muốn, và nó cũng sẽ không đưa cho bạn những gì bạn cần. Vậy thì làm ơn đừng thực hành những điều đó, những con đường tâm linh thấp hơn. Và ngài nói rằng là nguyện cho không còn ai trong số họ. Cho đến ngày họ đạt được Phật quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, sẽ không bao giờ quay lại với việc theo đuổi chính sự vô thượng, chính đẳng, chánh giác này. Vậy thì khi mà giúp đỡ những người khác để mà có thể nâng họ lên trong cái việc thực hành, chúng ta bắt đầu một cái con đường trong cái cách mà là những gì chúng ta làm, mà chúng ta không dừng lại ở cái việc dừng lại ở đó, mà giúp cho những người khác có thể nâng cao cái sự thực hành của họ lên để có thể làm tròn đầy hơn, để có thể phát triển hơn cái sự thấu hiểu của họ về cây bút và cả cái sự sáu ba la mật, thực hành sáu ba la mật, và chúng ta có thể chạm vào một nơi để mà gọi là giác ngộ hoàn toàn. Và số 8, lời nguyện thứ 8 của ngài, mà tôi nghĩ rằng là nó không phải chỉ là việc tôi nghĩ, mà tôi biết rằng là nó là rất là dễ mà áp dụng vào ngày hôm nay để có thể dừng lại cái nỗi sợ cái việc là kết thúc của thế giới này. Đó là cái lời nguyện thứ 8, là để ngăn chặn sự hại của ngày tận thế. Thì chúng ta thấy rằng là những cái sự vô minh của chúng ta, những cái điều mong muốn của chúng ta, cái dục, cái khao khát của chúng ta, cái tham dục của chúng ta đã làm đối với thế giới của chúng ta, và chúng ta lấy nhiều hơn những gì chúng ta cần, và chúng ta nhìn thấy nhiều những cái cơn bão, chúng ta nhìn thấy môi trường bị hãm hại, chúng ta nhìn thấy những nỗi phiền não từ những điều đó. Và ngài đã làm nên lời nguyện này ở hàng ngàn năm về trước. Nguyện cho cái điều này còn nhiều hơn như vậy nữa, để có thể dừng lại những cái nỗi đau này, những nỗi sợ này, mà nguyện cho chúng ta không còn cái nỗi sợ này khi mà cho đến cái ngày tận thế. Và nguyện cho tất cả chúng ta sẽ có thể tự do khỏi khỏi tất cả những nỗi đau và những phiền não,
và nguyện cho chúng ta có thể đến được một nơi tuyệt vời hơn. Giống như là ở Arizona thì ngày thì rất là nóng, giống như là mùa hè vậy đó. Và tôi biết rằng là nó cũng giống như là ở Ấn Độ hay là ở một số nơi ở ở châu Âu và tất cả những nơi trên thế giới. Có những nơi thì rất là lạnh, rồi có những cái rồi thêm vào là những cái cơn cháy rừng làm cho cái việc là cái đến ngày mà kết thúc thế giới này. Và sau đó thì ngài đã miêu tả cái thiên đường sau đó, những cái thiên đường mà ở đây các bạn ở đây thì các bạn hãy nhắm mắt lại, chúng ta hãy cùng nhau hình dung thiên đường của ngài, thiên đường của ngài, chúng ta hãy cùng nhau hình dung thiên đường của ngài Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Tự Tại Vương Như Lai. Thì các bạn hãy nhắm mắt lại nhé. Ở cái mặt đất thì luôn phẳng, không có đá. Và ở đó, ở mỗi nơi trên cái đó, các bạn có thể nhìn thấy hàng ngàn dặm, một cái khoảng cách dường như là vô tận, một cái khoảng cách vô cùng rộng lớn. Mặt đất thì mềm và mịn màng giống như là lòng bàn tay của bạn vậy. Và những cái hàng cây xung quanh á, khi mà bạn đi qua những cánh rừng thì bạn thấy những cái điều rất là cái phong cảnh vô cùng là đẹp. Và có những mùi thơm từ những cái cây đó, cái mùi hương rất là ngọt ngào. Tất cả mọi nơi các bạn sẽ nghe những bài hát rất là hay. Bất kỳ bài hát tuyệt vời nào mà bạn nghe bạn thích thì đó là những bài hát từ ngài Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Tự Tại Vương Như Lai. Bạn sẽ nghe những tiếng gầm của những con rồng giống như là những cái chúng sinh vô cùng kỳ diệu ở một cái nơi vô cùng kỳ diệu. Thông qua những cái cây thì có những cái chuông nho nhỏ. Nó tỏa sáng và ánh sáng của cầu vồng ở khắp nơi thông qua những cái viên đá quý. Và không chỉ ở đó, có cả những bài giảng pháp của các ngài ở đó. Và ở đó thì nó những nơi để có giảng những bài giảng pháp này, và có người thầy đang giảng và có những người đang nghe nữa. Đó là một nơi mà rất là tuyệt vời. Ở đó không có những ngọn núi ở đó. Ở đó cũng không có sỏi đá ở dưới chân. Và ở đây mọi người sẽ đối xử với nhau một cách bình đẳng, và bạn không thể nào tìm thấy những cái cảm xúc tiêu cực ở đây. Họ còn thậm chí không có những cái một cái thế giới không có từ của những cái từ tiêu tiêu cực nữa. Đó là một cái cấp độ tinh tâm linh, nơi mà những vị Bồ Tát cư trú, những vị mà đạt được tới điểm bất thối chuyển trong việc đạt được sự giác ngộ. Vậy thì hãy dành một chút thời gian để có thể tận hưởng cái không gian ở nơi đó. We can create our own Buddha paradises. Chúng ta có thể tạo ra thiên đường của Đức Phật của chính chúng ta, và
bằng cái cách đó là chúng ta hình dung về nơi của các ngài. Vậy thì bây giờ các bạn hãy mở mắt ra nào và quay trở lại căn phòng nơi các bạn đang ngồi và nhìn xung quanh. Có thể là các bạn đã sẵn sàng trong thiên đường Phật của chính các bạn. Ngay có thể là các bạn đã có được một chút cái thiên đường của Đức Phật nơi mà các bạn đang ở. Và ở trong cái thiên đường của Đức Bảo Nguyên Chứng Nghiêm Quang Tự Tại Như Lai, bạn chỉ cần phải ước cho một điều gì đó và nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Giống như là quần áo, đồ mặc, âm nhạc, những đồ uống, một nơi để ngủ, một nơi để đi bộ, đi dạo, tất cả những thứ đó. Giống như là vườn hay là đá quý, những người bạn. Các bạn chỉ cần ước nguyện cho điều đó thôi. Đó là lý do tại sao mà cái thiên đường này được biết đến bởi tên của Ngài. Giống như là cái thiên đường của đá quý vậy đó. À, thiên đường mang tên là Diệu Bảo. Cái tên thiên đường này được gọi là tên thiên đường của Diệu Bảo. Thiên đường Diệu Bảo. How do we create a paradise like that? Làm như thế nào mà chúng ta có thể tạo ra một thiên đường giống như vậy? By caring for others, by Bằng cái mission, việc giving gifts chăm to sóc những người khác, bằng việc đó là tặng others, quà cho họ, và taking care tưởng of tượng others. rằng khi mà bạn chăm sóc những người khác thì cái việc thực hành cái sự hào phóng, giống như là bạn cho những người khác giống như là cái sự hoàn hảo đầu tiên của các bạn đó, là giống như là cho đi những món quà, cho đi những cái lời nói thực tế, hay là những món quà, bất kỳ điều gì thì nó giống như là một cái viên đá nhỏ, quý nhỏ nhỏ, và bạn có thể cúng dường tới họ để có thể tạo ra chính thiên đường của các bạn. Và sau đó thì Ngài cũng 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 nói rằng là về những cái điều mà chúng ta chưa bao giờ mà nói về, đó là hãy nhận giới nguyện một ngày. Tôi sẽ không nói về giới nguyện một ngày sâu sắc ngay lúc này, nhưng mà về cơ bản thì trong vòng 20 tiếng, 24 tiếng trước khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, bạn sẽ nhận một cái giới nguyện đặc biệt để có thể đạt được sự giác ngộ. Giống như là những các vị bậc giác ngộ đó có thể giúp cho tâm trí của bạn và giúp gieo trồng những hạt giống để trở thành một bậc giác ngộ. Và Ngài nói rằng là thông qua cái thời gian đó, hãy dành thời gian, thông qua cái thời gian đó hãy cầu nguyện và có những hãy duy trì cái tình yêu thương cho tất cả mọi chúng sinh trong một ngày đó, và duy trì điều đó với sự từ bi, và chúng ta hãy nghĩ về những cái điều đó nó đặc biệt như thế nào. Ngài cũng đang quan sát bạn, giúp cho bạn, khuyến khích bạn, và cũng đang tận hưởng cùng với bạn, cũng đang vui vẻ cùng với bạn. So that's Jewel Moon. Can we have the next slide with a picture of Và the finest gold, please? chúng ta sẽ có cái hình ảnh tiếp theo của Ngài Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Như Lai. Đây là hình ảnh của Here's Ngài a Kim picture Sắc Bảo Quang Diệu of Hạnh the Thành Tựu biggest Vương Như gold Lai. Đây là hình ảnh của to see. Đức Bảo Nguyệt Trí Nghi... à, em xin lỗi với cả nhà, Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Như Lai. Sorry. Đây là tên 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 ngắn của Ngài, đó là All impurity, tên ngắn của Ngài là Đức Kim Sắc Bảo Quang. master of spiritual hardship.
Còn tên dài của ngài là Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Vương Như Lai. Nhưng mà tên trong tiếng Phạn của này là Sunapatra Vimala Ratnapravasa Pata. Thank you. We don't need that picture anymore. Thank you so much. And Focus Gold only has Và ngài Kim Sắc Bảo Quang thì chỉ có bốn bốn lời nguyện mà ngài đã làm. Ngài đã dành những cái khoảng thời gian hạnh phúc của ngài, bất kỳ điều gì mà ngài làm, ngài giảng pháp trong thiên đường của ngài. Ngài đi ra cùng với những vị Phật khác hay những vị mà đã là những bậc giác ngộ rồi. Nó giống như là chúng ta cùng đi ra ngoài với những người khác. Và cái lời nguyện thứ nhất của ngài đó là để ngăn chặn tất cả sự giết chóc và cái chết. Tôi nghĩ rằng đây là một cái ước nguyện mà tất cả chúng ta mong muốn để có thể nhìn thấy. Chúng ta mong muốn kết thúc đi sự giết chóc. Chúng ta mong muốn kết thúc của bất kỳ những cái cuộc đấu tranh nào, ngay cả khi nó là những cái cuộc tranh cãi, bởi vì đó là nơi mà mọi thứ bắt đầu với những cái cuộc tranh cãi. Và tất nhiên thì nó không phải là nơi thực sự mà để cho nó bắt đầu đâu, mà nó bắt đầu với những chúng sinh mà không hạnh phúc về 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 một thứ gì đó, bởi vì chúng ta không hiểu nơi mà mọi thứ đến từ đâu. Chúng ta đã quên mất cây bút này rồi. Chúng ta đã quên một ai đó nói một điều gì đó mà chúng ta không thích về chính chúng ta, mà nó đến từ chính chúng ta. Vậy thì đó là những gì xảy ra, những gì và sau đó thì điều gì xảy ra? Chúng ta nổi giận. Tôi vừa mới dạy cái phần này trong tuần này, đó là về ngài Shantideva đã nói rằng là đầu tiên bạn cảm thấy một chút gì đó nó đi xuống và bạn cảm nhận được cái nguồn năng lượng này nó đang khởi lên, và bạn không hạnh phúc, và bạn không hạnh phúc về một điều gì đó, và sau đó là cái sự khó chịu bên trong bạn nó tăng lên, và bạn chỉ có vài khoảnh khắc cho đến khi mà bạn nói một vài điều gì đó cho một cái điều gì mà bạn ước là bạn không không nói lại được cái điều đó. Và sau đó thì cái nguồn năng lượng đó nó phát triển lớn lên, và chúng ta kiềm giữ nó lại, và chúng ta tạo ra một cái khoảng cách của chúng ta với những người khác, và chúng ta nhìn thấy họ giống như là không phải cái việc là không đến từ chính chúng ta. Rằng là chúng ta không tạo ra họ, và chúng ta có thể làm tổn thương họ bởi vì chúng ta nghĩ rằng đó là những gì chúng ta sẽ làm, những gì chúng ta muốn làm là để không không khuyến khích họ để làm những cái điều mà họ đang làm. Và tất nhiên đó là một cái bức tranh lớn của cái việc là có những cái cuộc chiến tranh xảy ra, bắt đầu từ nó bắt đầu mang đến trong cái trái tim của chúng ta, cái nhà của cha, và nên là nguyện cho tất cả những cái điều đó nó được dừng lại, ngừng lại về những cái việc là giết chóc, những cái sự chết. Nguyện cho chúng ta học làm thế nào để thay thay đổi, ngay cả cái việc là cái cơ thể này nó cũng đang già yếu hơn, rồi yếu hơn. Tôi cũng có thể nói rằng là bây giờ tôi không còn là tuổi 16 nữa. Làm như thế nào mà tôi có thể thay đổi cái này, thay đổi cái cơ thể này thành cái cơ thể của một thiên thần đây?
nguyện cho tất cả chúng ta có thể học được điều đó và không nhìn thấy cái chết bất kỳ điều gì cả, và ngay cả những cái phiền, cái nỗi buồn, cái nỗi sợ của cái cũng sẽ mất đi. Và chúng ta có thể nói về cái việc là không chỉ là về cái chết của chính ta, mà ngay cả những cái người thân của chúng ta chết, tất cả những người mà chúng ta quan tâm đến họ, những cái con vật mà chúng ta yêu thương, ngay cả khi chúng ta cảm thấy là chúng ta cảm thấy khó chịu về một điều gì đó, nó bị phá vỡ, nó cũng giống như là một cái chết vậy. Đó là nơi mà mọi thứ nó đến từ đâu. Nếu như chúng ta hiểu một cách sâu sắc nơi mà cái bút này nó đến từ đâu, chúng ta có thể thay đổi cái cách mà chúng ta nhìn thế giới này, và chúng ta có thể dừng lại thần chết. Which is really his next wish is to stop all poverty. Nó là một cái, thực sự là một cái điều ước tiếp theo của Ngài. Cái điều ước thứ hai của Ngài, của Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Vương Như Lai, đó là để ngăn chặn sự nghèo nàn. Đó cũng là một cái vấn đề rất là lớn về cái sự nghèo nàn. Đó là cái sự nghèo nàn về tâm linh, sự nghèo nàn về trái tim, đó là sự nghèo nàn về cả cái ví của bạn nữa. Nhưng mà chỉ bằng cách nhớ tới ta, nguyện cho tất cả những sự nghèo nàn đó được dừng lại. And he talks about there being people or beings who Và Ngài cũng nói về những chúng sinh, những người mà đã làm về những cái hành động xấu, những hành động tiêu cực, giống như là ăn cắp, bởi vì là họ đã muốn những cái thứ họ cần, họ cảm thấy là họ cần hay là họ muốn, và những cái thứ đó nó lại thuộc về những người khác. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi mà bạn ăn trộm cắp một thứ gì đó? Bạn sẽ mất đi chính bản thân mình trong tương lai. Bạn sẽ không có đủ để mà đầy đủ mà để mà sống. Và điều gì sẽ xảy ra khi mà bạn trộm cắp nhiều hơn? Bởi vì bạn nghĩ rằng là đó là cái cách mà bạn có được những gì mà bạn cần, và nó lại đi vào cái vòng lặp của vòng luân hồi, cái vòng lặp của những cái nỗi phiền não, những nỗi đau khổ. Ngay cả khi là bạn không có đủ nước để uống, bạn đang đói, bạn không có nhà, những người không nói chuyện với bạn, những người mà không quan tâm đến chính bạn, bởi vì là bạn đã từng lấy những cái thứ của người khác. Vậy thì Ngài nói rằng khi mà họ nghe thấy tên của ta, nó sẽ giúp cho nó sẽ nhắc nhở họ để thay đổi cái cách sống của họ, và nguyện cho họ có tất cả những gì họ cần, sẽ nguyện cho không còn ai mà thiếu bất kỳ điều gì mà họ cần. Và trong giống như là khi mà nói về sự giết chóc, cái chết hay là sự nghèo nàn, mà Ngài nói rằng là nguyện cho tất cả những cái sự mâu thuẫn sẽ kết thúc. Và trong đối với những cái sự mâu thuẫn nhỏ nhỏ xíu trong mỗi chúng ta, đối với những người khác, hay là cái sự mâu thuẫn ngay chính trong chúng ta, mà giống như là, hoặc là lớn hơn, thì chúng ta nói về những cái trận chiến tranh hay là những cái sự mâu thuẫn lớn, thì hãy nhớ, khi mà nhớ tới tên của ta, nó có thể ngừng lại và nó sẽ bắt đầu với bạn. Hãy bắt đầu bằng việc quan sát tâm trí của bạn và trái tim của bạn, và làm nên một cái cam kết, đó là không làm tổn thương những người khác. Đó là những cái phần cái lời nguyện của Ngài để trong lời nguyện của Ngài. Và cái lời nguyện thứ tư của Ngài, cái hồi nãy cái những cái
cái ngăn chặn xung đột là lời nguyện thứ ba, và bây giờ đến lời nguyện thứ tư của ngài, đó là để ngăn chặn sự vô minh và sự tổn thương những người khác. Đó là cái sự vô minh khi mà không hiểu được những thứ nó đến từ đâu và nó là nguyên nhân mà cho làm cho chúng ta làm tổn thương những người khác, đó là nó cũng sẽ làm tổn thương chính bản thân chúng ta. Và với bốn cái lời nguyện của ngài, nó cũng là dựa trên cái sự hiểu sai của chúng ta về cái sự vô minh của chúng ta, giống như là sự thích vô minh và không thích vô minh, thích vô minh và không thích vô minh, và đó là không thấu hiểu về nơi, giống như là cái cốc này nó đến từ đâu, cái cốc nước này đến từ đâu. Nếu như tôi có sự thích vô minh về cái ly nước này, vậy thì tất cả những người mà ở trong cái phòng của tôi á, hay là những chúng sinh nữa, tôi sẽ không chắc chắn rằng những người khác có được ly nước, mà tôi chỉ lấy cái ly nước đó cho chính tôi thôi. Giống như là cô Sunan đã nói rằng là có một cái cây kem ở đây không, đó là giữ 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 cái phần đó cho tôi, và đó không, đó là nước của tôi, cái cây kem của tôi, đó chính là sự vô minh, đó chính là sự không, đó là sự thích vô minh. Vậy thì giống như là với cái sự thông minh hơn thì chúng ta biết được là nước đến từ đâu. Vậy thì chúng ta hãy có nước cho tất cả mọi người, đặc biệt là những nơi giống như là ở sa mạc, những cái nơi ở nơi mà chúng ta sống, nguyện cho tất cả mọi người đều có nước, tất cả cái cây đều được nước, tất cả mọi chúng sinh đều có nước, hay là ngay cả cái sự là không thích vô minh á, thì nó giống như là ô, tôi không thích cái ly nước này và không hiểu được là nó đến từ đâu, nó giống như là không thích nước nó đến từ đâu, nó cái việc không thích nước nó đến từ đâu, nó cũng đến từ tôi, và đưa cho một ai đó một những cái thứ gì đó mà họ không thích. Vậy thì nguyện cho tất cả những cái sự ngu ngốc của chúng ta về cái việc là không hiểu được cái thế giới này đến từ đâu sẽ đến đến với cái sự kết thúc. Bởi vì nếu như chúng ta không dừng lại, chúng ta sẽ tiếp tục tổn thương những người khác, chúng ta sẽ tiếp tục với những cái việc là thích vô minh và không thích vô minh, hơn là cái việc là cái sự hào phóng, hơn là cái việc là sự vui vẻ, hơn là cái việc là không nổi giận, mà khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó. Và ngài mới nói rằng, nhưng bằng sức mạnh huyền diệu của ta, nguyện cho họ nghe được danh hiệu của ta cho đến khi chính họ đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện cho tất cả các nghiệp chướng của họ sẽ được tịnh hóa. Nguyện cho họ sẽ thoát khỏi những hình thức thậm chí còn tệ hơn của các cảm xúc tiêu cực. Nó thực sự là tuyệt vời để mà có thể giải phóng tất cả những cái cảm xúc tiêu cực. Đó là những gì mà nó không phải là giác ngộ, nhưng nó gần với cái trạng thái là gì ta? Nirvana, Niết Bàn. Và trong cái thiên đường của ngài Kim Sắc Bảo Quang gì và thành tựu Vương Như Lai, thì đây là những điều kỳ diệu mà thiên đường giác ngộ của đấng điều ngự, đấng Như Lai, đấng tuấn cúng, vị Phật toàn giác và thanh tịnh với tên gọi Kim Sắc Bảo Quang diệu hạnh thành tựu Vương Như Lai. And the surface of the earth is also level there. And you can also see forever and ever. And it's covered with trees
made of some special sandalwood called Chính mặt đất nơi đó thì trước hết được bao phủ bởi tất cả các loại hương quý, trong khi chính không khí được tràn ngập bởi hương thơm của cổ chiên đàn, tốt nhất loại mà chúng ta gọi là trái tim của con rắn. Và mặt đất ở đây thì bằng phẳng cùng với mỗi viễn cảnh rộng bao la trong phạm vi của nó, khắp mọi nơi được trang hoàng bằng những cây làm gỗ đàn hương trái tim con rắn. Và khắp nơi thì treo những ngọc bảo của cõi trời và chuỗi ngọc trai và đá quý, những hồ nước thì được chứa đầy nước tỏa hương đẹp lên nhờ các châu báu có thể nhìn thấy tận đáy, càng tôn thêm vẻ đẹp cho cảnh vật. Những tràng phan lụa ngũ sắc giăng khắp treo thả xuống đất, chúng có họa tiết hình caro và được khâu bằng những sợi chỉ ngọc. Các chúng sinh ở đây thì được tự do, các chúng sinh ở đây được tự do khỏi ngay cả khi có những suy nghĩ tiêu cực ít hơn và không có đau đớn về thể chất, cũng như không có bất hạnh về tinh thần. Ở đây không có chuyện một người bị đối xử hơn người khác, nhưng cũng có những vị Bồ Tát rất thanh tịnh và họ phát ra những âm thanh của những nhạc cụ chủng tuệ và các bài pháp âm mà các vị Bồ Tát không cần đứng đây cử động và hé môi. Những cái chủng tuệ đó phát ra những tiếng vang, nó lên chính bản chất của mọi thứ về cách mà những thứ mà không phải là chính nó, những âm thanh liên quan đến câu chuyện đại thừa và mỗi chúng sinh được nghe đến đều đạt được đến mà không thể ngăn chặn trong quá trình liên tục đến sự giác ngộ. Thì đây là cái nơi của thiên đường của Đức Phật và Kim Sắc Đạo Quang. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với vị Phật tiếp theo, đó là Đức Vô Ưu Tối Thắng Các Tường Vua Như Lai. Thì Ngài Vô Ưu Tối Thắng Các Tường Vương Như Lai, tên tiếng Phạn của Ngài á, là Ashkotamasri. Ngài, đây là cái bức hình thứ tư của bức hình của vị Phật thứ tư này. There we go. You see his body. They have Các bạn nhìn thấy different cái màu của trên cơ thể của Ngài. Màu trên cơ thể của Ngài đó là màu hồng. Nó giống như là một bông hoa hồng. Nó cũng khá là nó khá là khó không hạnh phúc khi mà bạn nhìn thấy cái màu hồng xinh đẹp, đúng không ạ? Vậy thì đây là Ngài Vô Ưu, Ngài Vô Ưu. Ngài Vô Ưu Tối Thắng Các Tường Vua Như Lai. Chúng ta đã nói về những cái thiên đường của các vị Phật trước đây á, thì là luôn miêu tả cái thiên đường của các ngài phía sau cùng, nhưng mà đối với Ngài Vô Ưu thì Đức Phật lại quyết định là mô tả cái thiên đường của Đức Phật này trước. Đó là thiên đường Phật này á, thì giống như là các bạn có thể dở cuốn kinh của mình ra, nó không có một cái phiền não nào ở đây, mọi thứ thì rất là ở đây thì mặt đất thì ở đây không có âm thanh nhỏ nhất của sự buồn rầu hay khổ cực hay đau khổ, không có điều mà một người bị cư xử kém hơn người kia. Mặt đất thì mềm mại và êm ái, và không khí thì tràn ngập hương thơm của cõi trời. Cái cây ấy thì được làm từ đá quý, nó rất là thú vị đúng không ạ? Và ở đây thì có những hồ nước được được làm đầy với những mùi hương, và nó không chỉ là với đá quý mà là cả vàng. Nó chiếu sáng như là ở dưới cát, và nước giống như và nó lại bình đẳng.
Vậy thì cái thiên đường của ngài á, Amitabha. Thì cái thiên đường hạnh phúc của ngài, thiên đường giác ngộ của Đấng Như Lai này, như danh hiệu của Phật A Di Đà là Vô Lượng Quang, thì những điều kỳ diệu của thiên đường giác ngộ này về cái vị Phật là Đức Vô Tối Thắng Các Tường Vương Như Lai, thì cái thiên đường của các ngài thì các bạn có thể đoán được cái giới nguyện, cái lời nguyện đầu tiên của ngài là gì không ạ? Đó là để ngăn chặn mọi sự buồn rầu. Vậy thì ngài mong muốn lấy đi tất cả những nỗi phiền não, những nỗi buồn, tất cả những gì mà họ không hạnh phúc, và khi mà ngài đạt được sự giác ngộ hoàn toàn. Still be people who are born in total darkness, which is a code word. Ngài nói là khi mà ta trong cái quãng đường mà có những người mà sinh ra trong những nơi tối tăm, những cái nơi mà không có sự hiểu được mọi thứ đến từ đâu, nguyện cho tất cả những ánh sáng, nguyện cho tất cả những ánh sáng tuyệt vời phát ra từ cơ thể của ta sẽ làm sáng những cái nơi tối tăm với ánh sáng và trí tuệ, sẽ làm sạch đi tất cả những cái nghiệp xấu của họ, những hành động xấu của họ, và cho họ được tự do khỏi tất cả những cái phiền não. Và nó cũng tương tự với cái việc nhận lại tất cả những cái nỗi đau của họ. Nguyện cho cơ thể của ta giống như là một đám mây của một cơn mưa nhẹ nhàng, và có thể làm sạch đi tất cả những cái nỗi chịu đựng, và làm sạch tất cả những cái vô minh, những cái nỗi phiền não của họ, và nguyện cho tất cả những điều đó được dừng lại, để cho tất cả trên con đường mà đi đến cái sự giác ngộ, đến cái ngày họ được sự giác ngộ. Và nó không chỉ dừng lại ở đó, à, đây là cái lời nguyện thứ hai của ngài nha mọi người, đó là dừng lại những cái nỗi đau ở cái địa ngục đó. Thì tất cả những cái ngài nói rằng là chúng ta thường làm những cái hành động xấu để có được những điều mà họ mong muốn, và đó là những cái gì mà ham muốn của sự vô minh, và nếu như mà họ tiếp tục làm những điều đó thì họ lại tiếp tục đau khổ, và ta không muốn họ tiếp tục đau khổ giống như vậy. Đó là ta đã làm nên cái ước nguyện này để mang tất cả những chúng sinh đó ra khỏi cái sự phiền não, ra khỏi sự đau khổ, sự phiền não của chính cái sự vô minh của họ. Cái lời nguyện thứ ba của ngài là ngăn chặn sự túng thiếu, và cái lời nguyện thứ tư của ngài đó là ngăn chặn chướng ngại để có những sức khỏe, để có sức khỏe tốt. Và ngài nói rằng là ở đây cũng có những ở đây cũng sẽ có những chúng sinh nhất định sẽ có những chúng sinh nhất định bị tấn công bởi những linh hồn gây hại, hay là những cái con quỷ giống như là Kosuna đã nói, giống như là ở đây chúng ta có thể nói là ngay cả những cái căn bệnh này, hay là sự già đi, cái chết, virus, cái việc sự thiếu thốn của những cái món ăn ngon,
sự thiếu thốn của thuốc và tất cả những cái ngăn cản để mà chúng ta có được một cái sức khỏe tốt. Và tất nhiên chúng ta biết rằng là nó thực sự đến từ việc không chăm sóc sức khỏe của những người khác, không chăm sóc những người khác. Vậy thì những hạt giống đó mà chúng ta đã gieo trồng, và Ngài nói rằng là nguyện cho những tổn hại đến sức khỏe của họ bởi những linh hồn gây hại, phù thủy, quỷ sứ và hồn ma sẽ được dừng lại, và thay vào đó nguyện cho những cái điều mà giống như là và nguyện cho tất cả những sinh vật khác được sống trong tình yêu thương dành cho nhau để thoát khỏi những cái sự đau khổ của bệnh tật. Nó sẽ nuôi dưỡng cho chúng ta, và cái sự nguyện những cái gì mà nó không tốt thì nguyện cho tất cả những điều đó đi đến cái sự kết thúc, và nguyện cho cái sức khỏe tốt mà đã bị lấy đi á, thì sẽ được quay trở lại với sức khỏe, với hạnh phúc và đạo đức, và nguyện cho họ sẽ được tự do khỏi những sự phiền não hay là đau bệnh và tất cả những cái cản trở của họ, cản trở nghiệp quả của họ sẽ được làm sạch. Ngày hôm nay thì chúng ta đã đi qua bốn vị Phật dược sư, và các bạn có thể nhìn thấy cái ước nguyện của các ngài sẽ rất là khá là tương tương đồng với nhau, và có thể đó là những gì mà chúng ta tất cả những gì mà chúng ta muốn. Chúng ta mong muốn có sức khỏe, chúng ta mong muốn hạnh phúc, chúng ta mong muốn sự đủ đầy trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta muốn không còn cái sự giết chóc nữa, không còn cái sự mâu thuẫn nào đây, và chúng ta mong muốn với tất cả mọi chúng sinh cũng được như vậy, đúng không ạ? Và chúng ta không muốn mình khó chịu. Chúng ta những cái người mà làm cho chúng ta khó chịu, bạn có rằng các bạn có biết rằng là những cái người mà làm chúng ta khó chịu là họ đang giúp cho chúng ta, họ đang giúp chúng ta trở thành một đấng giác ngộ. Vậy thì có thể nó giống như là họ giống như là một thiên thần, một một đấng giác ngộ đến với bạn và để cho bạn thấy rằng nơi mà bạn vẫn đang ở cái sự hiểu sai, nơi mà tất cả mọi thứ đến từ đâu. Vậy thì hãy nghĩ về những gì cái thiên đường của bạn sẽ giống như thế nào. Nó khá là thú vị để làm. Giống như là ai sẽ ở đó, họ có khác những chúng sinh mà tôi ra được bao quanh chính tôi ngay lúc này không? Hay là họ cũng giống như tôi vậy? Vậy thì tôi có một cái người bạn, và cái ngài cũng có một cái thiên đường gọi là giống như là một cái game. Vậy thì giống như là với nước, cái nơi đó nó là một nơi rất tuyệt vời với nước và nó rất là tươi mát, và tôi cũng có thể bơi ở đó nữa, và đó là những gì mà tôi muốn. Vậy thì hãy nghĩ về điều đó và hãy tưởng tượng về một cái thiên đường Phật, và sau đó bạn có thể trở thành và gieo trồng cái hạt giống cho cái thiên đường Phật đó. Và cái ước nguyện nào mà bạn sẽ làm và để trở thành một Đức Phật Dược Sư? Tên của Đức Phật Dược Sư giống như là Marina, hay là Đức Phật Dược Sư Aletta, và Đức Phật Dược Sư không phải là Kosunam, bởi vì Kosunam đã là một vị Phật Dược Sư rồi, và nguyện cho tất cả các bạn ở đây cũng giống như vậy. Vậy thì hãy tiếp tục để tận hưởng, hãy tiếp tục để nhìn xung quanh chính bạn, và nguyện cho đôi mắt của các bạn sẽ được làm đầy với tất cả những gì mà các bạn biết ơn, và mở rộng trái tim của các bạn, và cảm ơn biết ơn về chính cái sự
cái sự cam kết của các bạn và cả thì cái thiên đường Phật nơi mà bạn muốn sống, mà với cái sự nỗ lực tốt nhất của bạn. Xin chào cô Sunam. Thank you so much. Cảm ơn cô. Tôi muốn xin lỗi vì đầu tiên thì tôi đã sử dụng cái bản cũ của cái bản kinh này với cái số trang nó bị sai thì tôi cô ấy nói là tôi cũng giống như vậy, và chúng tôi nói với nhau là cái trang đầu tiên nó cũng đã khác nhau và chúng tôi đã không tìm ra cái trang đó, thì chúng tôi không biết là ai đang có cái bản mà chúng tôi đang có, thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi không có đề cập đến cái số trang vào đây. Chúng ta sẽ tiếp tục học trong tuần này và chúng ta sẽ tìm ra để chúng ta tìm hiểu thêm những gì chúng ta có và chúng ta sẽ cố gắng làm việc, chúng ta sẽ cùng học tập cùng với nhau. Vậy thì một lần nữa một câu hỏi là nói về cái làm thế nào để có thể có được cái bản kinh này, nơi nào mà các bạn có thể tìm được cái bản kinh này, giống như là cái bản kinh dài này thì chúng tôi đang sử dụng thì sẽ được được up trong cái khóa học của bạn trong cái nền tảng ACI. Thì cô đang nói mà một người tên là Francisco thì có thể làm được. Các bạn có thể bấm vào cái link hiện tại cô đang gửi cái link ở đây. Và mùa thân ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có, bởi vì á là theo cái truyền thống đó là đầu tiên bạn sẽ vào nghe giảng pháp và sau đó thì bạn sẽ có được bản kinh, thì chúng tôi đã làm theo cái truyền thống này, đó là hãy quay về với cái khóa học của bạn và vào ngày mai thì có thể là nó đã được upload đó, dành đó dành cho bạn. Và tôi cũng muốn nói rằng là cái phần còn lại của cái câu chuyện đó là nơi mà Đức Phật Thích Ca đã dạy dạy giảng dạy về cái phần mở đầu của cái bản kinh này. Nếu như mà bạn muốn đến và đọc thì hãy hãy tìm bạn các bạn hãy tìm đó. Tôi vừa mới mất đi cô Sunan rồi. Tôi nghĩ rằng là cô sẽ nói về cái lịch của chúng ta. Ôi, cô đã đi đâu rồi? Chúng ta ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau và tôi không biết là điều gì xảy ra, có thể là cô đang bị mất mạng do là cô đang ở núi Kim Cương. Chúng ta sẽ gặp nhau cùng thời gian vào tuần sau, cùng ngày, cùng khoảng thời gian. Và thêm một lần nữa, giống như là tôi đã nói rằng là hãy nghĩ về thiên đường của chính bạn, nghĩ về chính những cái cam kết của bạn và tiếp tục để có thể tận hưởng về những cái lựa chọn của chúng ta và có được cái lòng biết ơn của chúng ta, thì giống như là với các bạn nghĩ rằng là cái Bồ Đề Tâm của chúng ta thì chúng ta đang làm gì, và các bạn nghĩ rằng là tất cả mọi cái điều đó là nó có quan trọng hay không, và chúng ta vui vẻ tận hưởng, chúng ta chia sẻ những thứ này và nói về những thứ mà nói về giống như là nói về pháp, nói về pháp, hay là nói về câu chuyện của các vị Phật dược sư khi mà các ngài vẫn chưa giác ngộ hay sao. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian và tận hưởng những cái sự thực hành. Và tôi nghĩ rằng là cô Sunan đã quay trở lại lớp học. Giống như là chị Marina đã nói được gật
đầu đồng ý đây. Bởi vì tôi không biết là cô đang dự định chia sẻ gì với các bạn. Vậy thì tôi xin lỗi, cái máy tính của tôi nó bị chết, nó bị ngừng lại. Tôi không biết là các bạn đang nói về những gì mà chúng ta đang nói về tuần sau. Tôi chỉ nói về cái là chúng ta sẽ gặp nhau cùng thời gian và cùng ngày, nhưng mà tôi không nói rõ ràng là chúng ta sẽ nói về điều gì. Vậy thì cô hãy nói tiếp. Vậy thì tiếp tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu vào thứ tư và chúng ta sẽ bắt đầu với cái việc là thiền định, và chúng ta sẽ đi tiếp tục những cái phần còn lại của các vị Phật dược sư, và chúng tôi sẽ đọc trả lời những câu hỏi của các bạn. Và tôi đã nhìn thấy những cái câu hỏi rất là dễ thương ở đây, những câu hỏi rất hay ở đây. Tôi cũng đang mong muốn để trả lời những câu hỏi đó ngày càng sớm càng mà chúng tôi có thể. Và những ngày khác thì chúng ta sẽ đi qua đến cái phần cuối cùng thực sự rất là của các Đức Phật Dược Sư, và nó rất là có ý nghĩa. Và kết thúc cái cuốn kinh thì chúng ta sẽ nói về cái lễ, những nghi lễ tiếp theo, lễ quán đảnh và những cái phần thiền định khác. Vậy thì các bạn mong muốn tiếp tục trong tuần sau không ạ? Vậy thì chúng tôi cũng đã nói về phần này. Vậy thì chúc các bạn có một tuần vui vẻ, và cảm ơn tất cả các bạn thông dịch viên, tất cả những các bạn trong đội kỹ thuật, tất cả những nhà tổ chức. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến vào lớp học, trong lớp học ngày hôm nay, và tin tưởng vào những điều này và mang ánh sáng đến với thế giới của các bạn. Và chúc các bạn có một tuần hạnh phúc, và gặp các bạn vào thứ tư tuần sau, cùng một đường link, cùng một thời gian, cùng tất cả cùng nhau. Cảm ơn cô Suna. Cảm ơn tất cả các bạn.